Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Quậy má thì không sao chứ quậy con trai má là không. Má con nói nè. Hả? Bây giờ con gà để con cho con gà uống nước. Nó khát nước rồi đúng không má? Nên là má đi vô má nghỉ đi, có gì con cho em trai uống nước ha. Trời ơi cưng em dữ ta. Cho nhỏ uống nước rồi dắt nó đi vòng vòng chơi đỡ buồn chân. Đúng rồi đúng rồi. Má vô trai má nha. Cục cưng của má đó. Trời ơi sao mấy anh gán vậy? Thì... còn dán trội cục đất vô trong con gà nhà em nữa. Thì anh nhớ em. Nhớ em gặp em chút xíu không được hả? Được. Nhưng mà anh nghĩ sao mà cứ trội vậy? Mốt má biết á, má bẻ cổ anh luôn. Thì nãy anh đâu có cố ý đâu, vô tình chứ bộ. Với lại anh thấy má em múa côn á, muốn đái ra quần anh. Múa côn đâu, gậy mà trời. Múa gậy. Thôi qua đây nhìn xíu thôi rồi về nha, nếu không má biết hai đứa quen nhau á má bẻ cổ cả em luôn á. Sao má em khó tính quá vậy? Anh nên nhớ á, má em á, em là số 1, gà là số 2, rất là quan trọng với má, hiểu chưa? Ủa vậy còn anh là số mấy? Anh là số mấy thì chưa biết, có gì từ từ em nói má em. Má dắt em đi uống nước chưa? Dạ rồi, đợi con xíu. Ủa, không lẽ mình còn thua con gà? Ủa mà sao kỳ vậy ta? Con người mà kêu con gà bằng con. Lạ trời đất ơi, đã nói như vậy rồi mà biểu là cho em uống nước rồi dẫn con nhỏ đi chơi. Vậy mà thiệt cái tình. Ê nè con, kê nè con. Ồ, không sao nha. Con sợ hả? Nó làm con sợ hả? Quý thương chưa? Kê nè con, kê ngon. Ăn nè. Ôi, kê ngon nè, má mới mua nè. Trời không có trạm đất thì yêu cầu đất đừng có chạm trời nha. Nước sông không có xâm phạm nước giếng được đâu nha. Tên tụi cái tía má người ta đặt không phải muốn lôi ra lúc nào kêu thì kêu. Không phải là lương khô muốn nhai lúc nào thì nhai đâu nha, khó nhai lắm mà. Ôi, hết chuyện đặt tên con, đặt tên kê. Ủa kê là cái thứ mà tôi cho gà ăn mà, mắc mớ gì, cái dính dáng gì tới ai đâu. Ủa rồi cái con gà đó đó, mà đá đâu là thua đó, mà sách đi vòng vòng hoài không biết nhục hết trời. Tôi cảnh cáo mấy người nha, chạm tới tôi thì được, chứ chạm tới em cưng của tôi thì không mơ đâu. Đừng có mơ, đừng có chồng nghe, không có sao đâu con, đừng có để... Em ta... cưng mà đá với cục vàng của tôi hôm tuần trước bị thua, tao nói bầm dập luôn, mà đồ tao nói bệnh bất lực, gà trống mà bất lực. Ê mà cái độ đó chưa chung đủ người ta. Ê còn nợ tôi đó. Mới thua được lượt đi thôi mà còn đá lượt về, biết đâu lượt về. Tôi ăn lại sao? Ha trừ. Có mấy lần trước mua ghé quán tôi mua khô, mua rượu rồi nhậu đó, chưa thanh toán luôn đó. Thì để chiều nay tôi coi cái đám coi quẻ cho cái đám cưới này nè, rồi tôi lấy tiền quẻ tôi cấn qua luôn ha. Cái đầu giữa đường giữa sát kỳ lắm mà. Là chiều nay coi quẻ đám cưới đúng không? Ừ. Sẵn rồi thôi làm phước coi giùm ta coi cái đám đó chừng nào banh. Trời đất ơi. Vô duyên vừa phải thôi nha. Bữa nay xúc phạm hơi nhiều. Ủa tôi nhớ cái này là bán tạp quá mà. Bộ kia luôn bán lưỡi câu hả? Sao nấu ra câu nào có câu, lưỡi câu cái chùm ấy. Không có hồng ta ăn cơm không ngon hay sao vậy nè? Nhìn lại mình đi. Phản quan tự kỷ bất tùng tha đắc bổn phận sự. Hay nhìn lại chính mình đi, có hơn ai mà nói người ta. Tôi đâu có hơn ai. Mà tôi điểm duyệt lại vài thứ cho mà nhớ chơi. Hồi xưa đó là hai thằng mình đấu võ đài với nhau, nhớ không? Đấu võ đài đó là thằng nào thua
đấu 5 trận là thua đủ 5 trận hết trơn. Người ta nói te tua nhục nhã. Xong cái quê quá về xây qua nuôi gà đá. Thấy người ta nuôi gà đá đẹp quá, cái cũng bắt chước nuôi gà đá. Đá 10 trận là thua đủ 9 trận rưỡi rồi. Xong cái quê chuyển được. Chuyển qua coi bói tưởng sao, coi môi cặp là banh hết 9 rưỡi, còn cặp kia là nó làm đơn ly dị luôn. Trời ơi trời. Chờ chút. Mơ ơi. Dạ. Tới rồi con ơi. Dạ. Lẹ đi. Má dặn nè, phải sớm thì về, còn khuya quá đó thì hai đứa ngủ lại đi rồi sớm mơ về cũng được. Con đi nha má. Hai đứa đi cẩn thận nha. Không ủa sao rồi chưa về, tính ở lại gây tiếp hay là mần hiệp nữa hay gì? Nè, tôi nói cho mấy người nha, bữa nay mấy người hạ nhục tôi hơi nhiều nha, nhưng đàn ông mà không có hơn thua với không qua đọt cỏ. Người ta không qua đọt cỏ mà mình lúc nào cũng thua người ta, vậy là mình biết nằm ở đâu ở dưới cái đọt cỏ rồi đó. Trời ơi, đụng mà tới con trai của tôi một cái nữa là biết nha. Cái gì vậy? Anh hai xin lỗi em nha. Tại sáng nay anh hai đi ra đường mất con ngày. Ổng em đi ngang nhà bà ba, đối thủ của mình á, bà xài xẻ hai anh em mình quá chừng. Mày muốn cắt độ trở lại á, em vô dĩa. Em đã dần xạ, đừng đã dần hứng nữa. Cho trả phục thù của anh nha. Tiền bạc thành vấn đề, danh dự mới là vấn đề nha. Nằm yên đó đây. Trời đất ơi, sư phụ. Vậy sư phụ làm gì ngồi đây từ sáng giờ, con đi kiếm từ xóm trên tới xóm dưới không thấy sư phụ. Gì mà đem theo con gà này không mát đúng không? Không có đầu bay á. Hai anh em tôi ra đây tự vấn lương tâm, tự kỷ. Tự kỷ? Mắc gì ra đây tự kỷ? Ủa, là sao kỳ vậy ta? Sư phụ gọi con gà là hai anh em. Ở đây có mình sư phụ mà. Kêu không kêu con nha, em trai tao đó. Mày kêu bằng chú á. Chứ tao thầy kêu bằng chú á. Con gà này là em trai. Ừ chỉ à. Em trai đó, em cưng à. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao nguyên cái xóm mình từ hồi sáng giờ lạ lắm nha. Hết bà ba gà gọi con gà là con. Bây giờ tới sư phụ gọi con gà cũng là em trai. Nè, sư phụ cảnh cáo bay nha. Kêu tao bằng sư phụ á, tuyệt đối không nhắc bà gà trước mặt tao. Tao không thích đội trời chung với cái bà đó. Ủa? Sư phụ khỉ gió. Kêu sư phụ gì đâu mà biết bao lâu nay không ghé nhà thăm, không quạt cáp gì hết trơn. Trời ơi. Nói con mới nhắc cho sư phụ biết nha. Sư phụ tự qua nhà con, nhận con làm đệ tử, không có dạy cho con cái gì hết trơn. Bắt con kêu là sư phụ. Bây giờ con mới nhờ sư phụ nè. Vụ gì? Sư phụ giúp con chuyện đi, con hứa là sẽ có quà. Có quà phải không? Có quà. Có quà thì giúp liền. Vụ gì? Sư phụ giúp con làm sao mà con quen được út mơ con của bà ba gà. Trời đất ơi, thằng khùng. Mày muốn làm gãy cái ổ kiến lửa đó hả? Nó bén gãy cái ổ lửa, nó cắn mới chích thúi móng luôn con. Hồi này khó, không làm. Có quà cũng không làm. Ủa? Có gì đâu. Chuyện đấy con mới nhờ sư phụ. Chứ mấy chuyện nhỏ con nhờ sư phụ làm chi? Sư phụ làm gì vậy? Đi, kiểm tra coi. Kiểm tra gì? Con đâu phải con gà của sư phụ đâu mà sư phụ dò đầu con. Mày còn teo con gà nữa. Mày là giống con thằng Lộc Bất Cực luôn đó. Thằng Lộc Bất Cực? Thằng Lộc là con gì? Cái con mà đi mua em mà chở con trời nuôi em bay trên trời mà tiếc rơi tả lạ tả mà tao nó cách sừng nó vô dê con ai đó. Trời ơi, cái con đó là cái con Tần Lộc. Mày còn hơn cái đấy luôn này, quá trời quá đất nè. Quá trời sừng đó hả? Nó mọc luôn như nấm luôn chổng kìa. Là sao sư phụ nói như vậy là ý nó lấy làm sao? Là con út mơ á, nó cắm sừng trên đầu bê không biết. Nè nha, sư phụ đừng có nghĩ là sư phụ muốn nói gì nói nha. Hai đứa con đang hạnh phúc nha, đang yêu đương say đắm, đắm say tình nồng nha. Hồi sáng út mơ còn nắm tay con nữa đó. Thì nắm bay rồi buông bay ra nắm đứa khác cũng bình thường, có gì đâu lạ. Cái đó từ khi là bắt cá hai tay đó con. Mà thời buổi bây giờ đó, hai tay nó bắt hai cá luôn, hai tay bốn cá luôn. Hai cá nè, đừng có dụng chuyện nha sư phụ. Đừng có nể tình được lại tử nữa, không có nể đâu nha. Tao nói mày nghe, tao mà không thấy cảnh đó ha, tao đầu thai thành con gà đi. Đây nè, không những nó nắm tay nha, mà nó leo xe ha. Lấy đâu nó không đội vô nè, ô yếm nè. Đội câu này mới quan trọng nè, lên xe ôm rồi ha. Bà gà nói gì nè, hai đứa con đi nha. Xong công việc là hãy về, không được muốn cái sạn ngủ lại nào xong cái gì.
theo cặp mắt của tao bây giờ thì trời chăng dạng rồi. Giác này nó đang tìm khách sạn là vừa. Đúng rồi. Tìm khách sạn rồi, đang tìm khách sạn luôn đó. Là sư phụ nói là hút mơ đi khách sạn với một người khác. Với con thằng kiến càng thuốc bự hơn con luôn. Kiến càng bự nè. Trời đất ơi. Sư phụ, giúp con được không? Không kịp đâu. Không kịp hả? Bây giờ mày đi xe đò lên tới đó là con kiến càng với hút mơ đẻ ra bài kiến gió luôn. Đẻ ra bài kiến gió luôn hả? Sư phụ. Bây giờ sư phụ giúp con đi mà. Năn nỉ sư phụ. Có cách. Có cách. Lòng thành có tính chủ bao nhiêu? Bán hết mấy vựa lúa còn có mấy triệu à, chú hai giúp giùm con. Sự nghiệp cả đời mà than vãn keo kiệt, rít. Con kiến càng đó chứ con út mơ nó đẻ ra con kiến kim bây giờ. Thang giảng nữa nó đẻ ra bài kiến gió luôn đó. Cái gì mà ghê vậy chú? Cái gì mà kiến kim rồi ra kiến gió vậy? Chú giúp con ngăn lại được không chú? Muốn giúp thì bình tĩnh. Để nó dùng thiên lý nhãn ta coi. Ôi trời, chú. Sao? Theo cặp mắt thiên lý nhãn của ta thì hiện nay con kiến càng với út mơ nó đang đi vô quán cà phê tình nhân. Đi vô quán cà phê tình nhân? Đúng rồi. Đó, đang vô quán cà phê tình nhân. Và sau đó nó đi vô sở thú rồi. Đi vô sở thú. Đi vô sở thú luôn. Hai đứa đang ăn kem. Chụp hình selfie tựa đầu vào nhau. Rồi sau đó... Rồi sao nữa chú? Đi nhậu quá rồi, tiêu thằng đen rồi. Đi nhậu rồi. Đi nhậu thì làm gì tiêu chú? Ngồi nhậu bình thường. Qua mày không biết gì hết. Đi vô quán nhậu, nó cho con nhỏ nhậu, xong tối về nó nhậu con nhỏ. Nhậu con nhỏ. Con kỹ là vậy, vô khách sạn rồi kìa, thấy chưa? Vô khách sạn rồi sao chú? Khoan. Có cái gì trước mắt tao? Con trước mắt chú nè. Không phải, con trước mắt tao ở trên khách sạn á. Trên khách sạn sao chú? Hình như là có cái hình con gà, nó đi qua hai đứa nó với trước cửa khách sạn. Con gà. Ủa sao tự dưng hai người mà sao tự dưng ra khách sạn là sao chú? Trước khách sạn có hình con gà nó dần qua dần lại để coi kỹ là coi. Thôi đúng rồi. Con gà này chính là linh hồn của con kiến càng kia. Mà con gà đó đích thị là con thần kê trước cửa nhà bà ba gà. Là cái con gà mà trước nhà bà ba gà. Hèn chi, đúng rồi, mỗi lần mà con đi qua con đất phía trước á, con chỉ cần ném một cục đất mà chưa có trúng nữa đó. Là nó kêu lắm sao hết trơn. Con đã hiểu ra vấn đề rồi đó. Vậy là con thần kê trước cửa quán bà ba chính là linh hồn của thằng kiến càng kia đang ở trong khách sạn. Mình càng diệt con thằng kê sớm chừng nào thì con kiến càng kia không có đẻ ra kiến gió kiến kim được nữa, hiểu chưa? Tức là mình sẽ giết cái con gà trước nhà bà ba gà. Đúng rồi. Con biết rồi, mấy giờ chú hai cho con mượn lại một ít tiền này để con lên Sài Gòn con làm lộ phí. Chi? Thì để con giết cái thằng kiến đó chứ làm gì? Trời ơi! Cái thằng ngu đầu một sừng. Cái thằng kiến rằng nó chính là con gà kê trước cửa nhà bà gà đó, hiểu chưa? Con hiểu rồi. Ăn mừng cái chú ơi. Vô. Đây. Con á phải ăn nhai cái đùi này. Kiến càng hả kiến càng? Nhà ngươi dám giành ước mơ của ta hả kiến càng ơi? Bậy, cái đùi này của chú. Bậy á, bậy ăn cái cần cổ đó nè. Bậy nhớ không? Mỗi lần mà bậy qua đó, cái cần cổ này nó gái bà bà gà bà lấy con bà gục bà nhớ không? Bà xử cần cổ đó cho tao. Chú, cần cổ đi. Nhưng mà con nói cho chú biết, con đã kỳ công bài mưu tính kế văn mùng trải chiếu ở phía sau nhà bà ba gà. Con phải dùng hai bịch đá, con phải chọi sùm bà ba gà chạy ra. Bà ba gà chạy ra sau con mới chạy ra trước, xong bà chạy ra trước con chạy ra sau, cuối cùng bà chạy ra sau con chạy ra trước con mới bắt được con gà. Thì cái đùi này là của con. Thầy chú luôn. Trời ơi, ăn gà mà phải ăn một giò nó gúng, phải ăn hết hai giò mới đúng. Hơn nữa tao là bậc thầy, tao phải ăn cái giò. Bây chủ yếu là bây ăn cái cổ này nè nha. Tượng trưng với bây ăn kẻ thù chứ bây đâu quăng gà với chị đấy. Bây ăn thằng kiến càng. Đó, bây giờ bây ăn gần cổ nó xong. Là bây giờ bây ngang nhiên bây tới nhà ước mơ là bây nắm tay nó đường rồi đường chính chính là bị con kiến càng nó cắn cổ chết rồi. Đầu của chú nha cha. Đi chết cha. Con mơ nó tới rồi kìa. Ê, tao lánh lánh mặt ra để nó nói là tao dạy bảo bậy bây không nha. Chú hai. Mơ anh điên mơ trời nãy giờ anh ngồi ai ăn nhậu đó hả?
Ủa nguyên bài kiến đâu? Kiến gió rồi kiến kim đâu đâu? Nói gì vậy? Nói linh tinh quá à. Thì nguyên bài kiến á, nguyên bài kiến đi theo em chị. Bài kiến nào đi theo em? Thôi bây giờ đi về nhà em đi, chuẩn bị ra mắt má nè. Ra mắt gì? Nè, cái thằng kiến càng nó chết rồi đúng không? Nó chết rồi đúng không? Biết ngay là nó đã chết rồi. Anh nói gì vậy? Ai chết? Ai kiến càng gì chết? Thằng kiến càng chở em đi lên Sài Gòn. À, cái anh chở em lên Sài Gòn á hả? Ừ. Thì đúng rồi, em có lên Sài Gòn. Nè, hôm qua là em đi cà phê đúng không? Đúng. Sau đó là em đi sổ thú đúng không? Đúng rồi. Biết ngay mà. Sau đó là em đi quán nhậu nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi sau đó là đi vào. Mà không, tới khúc đó là anh đã chặn lại rồi. Anh chặn cái gì vậy? Em không hiểu gì hết trơn á. Hôm qua là anh hai võ sư với em đi lấy thuốc cho má trên thành phố. Là sao? Em nói gì? Anh hai võ sư đi mua thuốc là sao? Ủa, anh mắc cười quá. Anh nhậu riết rồi anh lú hết ngỡ người ra hay sao vậy? Má em cần uống thuốc thì em lên cho nó, em lấy thuốc cho má chứ sao. Vậy là chết. Mà anh thương em nhiều lắm. Anh em nói nghe nè, anh sao em không hiểu luôn á. Bình thường anh hiền lành, anh dễ thương nên là em mới thương anh. Tự nhiên hôm nay anh cứ sồn như thế nào á. Anh hiểu lầm em gì hả? Không có gì hết á. Anh bình thường à. Em hiểu rồi. Anh hiểu lầm anh hai võ sư là gì đó của em đúng không? Thì là anh chỉ nghĩ là anh hai võ sư là anh kiến càng. Kiến càng nào gì ở đây? Anh hai võ sư là con của bác em, là anh họ của em đó. Anh hai võ sư là anh họ của em. Ổng làm võ sư, nối nghiệp của má em. Má em hồi xưa đánh đấm dữ quá, tay chân đau nhất, nên là em với anh hai phải lên thành phố lấy thuốc về cho má. Xong rồi lúc mà về thấy má vui quá, em mới nói cho má biết là em với anh muốn tiến tới với nhau. Má cũng muốn chấp nhận cho hai đứa. Em định dắt anh về nhà má để ra mắt. Mà giờ anh coi nè, anh cứ sồn rồi anh nói nhăn nói cuội cái gì em không hiểu hết. Tự nhiên em mất lòng tin nữa anh quá à. Mà ơi, anh không có cố ý gì đâu. Chết rồi. Ông hai đâu rồi? Ông ra trả cho tôi 5 triệu. Ai ơi, ai giết con tôi rồi? Bà. Long ở đây mà con tôi đâu? Má, con đây nè. Con đây mà con. Má, giết con đâu? Em con đâu? Hả? Dạ? Em con đâu? Người ta giết em con rồi đây nè. Long ở đây mà em con đâu? Trời ơi, má đi tìm. Gì vậy má? Trời ơi. Con tôi. Chú hai. Con trai cưng của tôi. Ông chứ không ai hết á. Từ đó tới giờ cái gì ông cũng thua tôi. Bây giờ ông giết con tôi để ông trả thù. Cái gì? Giang mà không ngoan. Mà già mình thấy cái lông lại mới phát hiện giống như Mỹ Châu chạy giặt mà gãi cái lông ngỗng phải sao chết tao rồi. Ai làm? Ai giết con tôi? Tôi xuống đó. Đang nó làm hay ông? Nó lời biểu. Bước vào đây. Đứng đây cho tôi. Dạ bà. Mấy bữa nay ha là con Út Mơ nó năn nỉ, nó thuyết phục tôi chấp nhận cậu để cho nó lấy cậu. Tôi đã siêu lầm rồi mà bây giờ con nỡ lòng con làm thịt con trai cưng của tôi. Từ nay mất cửa. Trời ơi ông ơi, chính là ông bắt tôi cắt cổ gà, bây giờ xem như cắt cổ tôi. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Ủa rảnh quá à, đi câu ha.
Bạn ơi, sao mẹ không ở nhà mày phụ công chuyện với vợ mày cho nó đỡ cực. Hồi sớm ơi này nghe, tao thức sớm tao đi chợ, tao tưởng đâu là tao đi chợ sớm nhất rồi. Đi ra tới ngoài cầu là thấy nó đi chợ về rồi luôn á. Nó đi sớm hơn tao luôn á. Nay sao tính làm vợ của tía con hay sao mà giảng đạo với căng vậy? Sao ơi, phước phần người nào người nấy hưởng. Tía má con cưới vợ cho con á là cho nó làm việc nhà nha. Bớt bớt đi chùa lại. Đi chùa cái mở lòng từ bi hả? Có nghe câu độ thân độ nàng chưa? Ai độ mày thì độ đi ha, tao không quẩn. Đi 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 câu đi đi, để cho tao bán mở hàng cái. Trời ơi, tính qua mua rượu ủng hộ nha. Thôi, mà bây giờ là ở đó không cần khách hàng nha, không cần thì thôi, đây bye bye. Vậy đi. Rồi. Mở hàng cỡ này chắc tao dẹp quán luôn quá. Sáu ơi, chân ly trà đá đường nha Sáu. Chờ xíu, có liền. Rồi đây. Nè, uống đi cho ông đỡ mệt. Dạ, cảm ơn Sáu. Nè, mày coi sao chứ tao thấy mày làm dâu ở nhà đó sao mà cực quá trời quá đất. Cái gì đó mà công chuyện cà quay suốt ngày làm không hết vậy? Dạ, thì phận làm dâu mà Sáu. Nhà này cái gì cũng con làm hết trơn á, chứ anh ba la anh có biết làm gì đâu. Mày á, làm cũng vừa vừa phải phải thôi. Làm quá cái gì mày cũng ôm mày làm hết, nó ỷ y, hiểu không? Nó thấy mày làm được nó ỷ, nó không có thèm làm. Với lại á, con làm nhiều quá, rồi cái thức đêm thức hôm, cái mặt mày hốc hác, mày xấu xí, mày nhăn nheo rồi ngang, cái nó bỏ nó đi theo con khác. Con biết mà Sáu, nhưng mà giờ phải chịu thôi chứ có thay đổi được cái gì đâu. Sao nói con nghe, làm công chuyện cũng một vừa hai phải thôi. Tao nói thiệt tình á, ông ba biết á, ổng không. Gì vậy Sáu ơi? Dạ. Mời ba ngồi. Gì mà có tên ba biết đây vậy Sáu? Không, để giờ tôi đó tên ba biết nha. Cái chuyện gì ở cái xóm này đầu trên xóm dưới đó là tôi biết hết trơn á. Bởi vì anh biết cho nên tôi cũng nói thẳng luôn, không có nói lén làm chi. Anh á, thời buổi này là thế kỷ nào rồi mà anh làm cha chồng cái kiểu gì mà anh bóc lột con dâu quá. Ủa sao nói vậy là sao Sáu hả? Bóc lột là bóc lột sao? Đó thì con Thắm kìa, từ hồi nó về làm dâu ở bển nghe người ta nói nó làm đầu tắt mặt tối, không thấy lúc nào mà con nhỏ ngửa mặt lên được hết trơn trọi á. Mà trong khi đó thằng ba la đi câu đi nhậu đi chơi không cà nhõng mà anh không có nói con trai anh tiếng nào. Ủa tôi nhớ không lầm á, con Thắm nó là con dâu phải không? Dâu đó ta thường nói làm dâu nhà chồng mà, thì việc trong việc ngoài gì cũng phải con dâu làm chứ, phải không? Cô nói vậy sao được? Cái đó là chuyện hồi xưa. Anh đối xử với con Thắm đó, tôi nhớ cái hồi xưa tôi làm dâu cho bên nhà chồng tôi đó, là cũng y chang như vậy luôn. Tôi về làm dâu một cái là nguyên cả nhà ngồi không, mọi công chuyện là một mình tôi ôm hết. Cho tới ngày tía má chồng tôi mất là tôi mới được thảnh thơi chút đó. Anh đừng có để cho con dâu anh bây giờ á, nó ngồi nó trông cho tới ngày anh quy. Thôi đi, đèn nhà ai nấy sáng, phải không? Ta nói dạy con á, từ thở còn thơ. Dạy vợ từ thở băng sơ mới về. Tôi dạy con dâu của tôi điều hay lẽ phải, phải không? Sao đừng có xúi dục nó chống lại nhà chồng. Vậy không có tốt, phải không? Ủa tôi đâu có xúi biểu gì đâu. Tôi đâu có kêu nó chống lại gì đâu. Tôi chỉ nói là anh dạy con dâu anh thì anh về bên nhà anh dạy, phải không? Còn này là quán của tôi, quán tôi, cho nên anh đừng có khơi gợi cho tôi nhớ lại cái quá khứ mà tôi không mấy gì vui vẻ cho lắm gì đó mà. Còn con nữa phải không? Làm xong công việc rồi thì đi thẳng về nhà, ghé đầu này ghé đầu kia rồi chụm đầu châu mỏ lại rồi nhiều chuyện, nó không có tốt nghe con, phải không? Về nhà đi, còn xây bộ, còn chuẩn bị ngày mai gói bánh Tết nhất sắp tới rồi. Rồi tắm heo, tắm gà, tắm vịt. Chứ ở không đâu mà chụm đầu cháu mở lại nhiều chuyện chứ, có lợi lộc gì đâu. Dạ, thưa ba con về, thưa Sáu con về.
Trời đất ơi, tôi nghe mà anh liệt kê cái công chuyện mà nó phải mần trong ngày, cái tôi mắt say sẩm mà tôi chóng mặt luôn vậy đó anh ba. Anh nghĩ có một đứa con gái nó mong manh, nó nhỏ nhắn như vậy mà anh đài nó chân đó công chuyện trong một ngày mà không ai phụ, anh thấy anh có nhân đạo không anh? Có chóng mặt hả? Ừ. Tại từng tuổi này đó, không chồng không con nó hay vậy lắm Sáu ơi. Không. Thôi lo bán quán đi, đừng có nhiều chuyện, không, đừng nói chuyện người ta. Tôi không uống nước đâu. Về Sáu ơi. Cảm ơn. Uống một cái tôi mất công tôi đi rửa ly chứ làm gì. Bà biết, cái gì cũng biết, có một cái là không biết điều thôi. Sao? Ôi trời ơi, sao không về đi? Trời đất ơi, mày ở đây rồi, ông về, ông biết mà mày chưa về nghe, ông cắt cổ mày á. Đi không? Thôi, con về liền giờ, nãy giờ con định đây nè, để con nghe xong cuộc nói chuyện của Sáu với lại ba chồng con đó. Chàng ơi, rồi anh chị ở bển có biết mà mày cực khổ vậy không? Sao ông bả không rước mày về, ông tao đó? Thì ba má ăn đâu biết đâu, với lại con có bầu rồi, biết sao giờ? Trời đất ơi, bây giờ là khổ nữa nè. Đã công chuyện mà ngập đầu không hết rồi có bầu nữa. Trời đất ơi, mày khổ quá thắm. Thôi đi về đi, về đi, tao tìm rồi. Cách tao nói với tía má mày. Tìm cách hả? Thì đi về đi, trời ơi, mà bớt công chuyện lại có bầu có bì rồi. Sao? Giờ con về, không có chuyện gì con qua tâm sự với Sáu nha. Trời ơi, tâm sự với Sáu thì Sáu có giúp gì được con đâu. Anh ba ơi, thấy cái muốn trốn luôn vậy á trời. Mệt muốn chết đây nè. Rồi đi làm đồng rồi ở nhà nấu cơm, đi ra đây làm chi vậy? Trời ơi, tôi làm đồng, tôi mệt muốn chết, không có miếng nước uống mà ngồi ở đây câu cá rảnh rang quá vậy. Giỏi dữ vậy ta, tính ra là khá khen cho. Xin lỗi má, xin lỗi má. Xù ra đây làm chi? Tôi đau bụng quá nè. Trời ơi. Nè, quay. Tao nói, trời ơi, tên tía nữa. Tôi nói cho biết nha, đau bụng thì chạy về nhà, đi ra đây chi vậy? Còn bây giờ không gấp băng quay cầu nè, chui vô bụi lùm, làm lẹ ra nói chuyện. Trời ơi, tôi đau bụng chứ đâu có mắt đâu mà đi cầu không biết nữa. Trời ơi, quay, biết là tên ai biết không? Mình không có nói chuyện đó nghe không? Quay, ai da, đau, làm gì mà bóp đau quá vậy? Sao quần hai đứa té xuống dưới mương luôn bây giờ nè. Trời ơi, tôi đang có đó. Bây giờ nè, vợ chồng với nhau có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cứ úp mở, sao quần vậy hoài. Ai mà không biết nói sao luôn, đụng chạm. Đau bụng quá à. Nè, một là về, đứng đây thì nói rõ ràng, không mà tao sáng mặt tay à nha. Cái gì? Kênh kiểu gì? Tôi không có làm đồng ở đâu, kể từ đây tôi ở nhà. Ôi khá khen. Ngon, nói lại một lần nữa coi. Tôi ở nhà, tôi không có đi làm ở đâu. Chổng không khi là tao sáng bạc tay thiệt nha, đừng có không dám sáng nha. Trời ơi, cái thằng kia. Trời đất ơi, thấy không? Tao mà đi chậm một cái là mày thành cái thằng vũ phu rồi. Mà giữa đường giữa xa gì mà vung tay vung chân với phụ nữ người ta kêu bằng vũ phu côn đồ đó con. Mày biết không mày? Không có đâu Sáu, tại sao không có biết á? Biết là tên của con tía mày nghe. Mày nhắc tới tên ổng đi, ổng ở nhà ổng giọt ra ổng quánh cho mày bể đầu. Con nói thiệt với Sáu luôn á, gia đình nó khổ dễ sợ luôn á. Nói chuyện ra đụng chạm. Hên là má con mất rồi đó, chứ má con còn là không biết đụng chạm cỡ nào nữa. Thì đụng thôi, thì làm con làm cháu đụng mới sợ. Tao thằng xóm mà tao đâu có sợ gì. Bả tên khen, thấy không? Bởi vì nói chuyện đừng có dùng cái chữ khen. Đó, mà tí mày tên biết. Đó, ổng còn sống thì không sao. Mà bà khen đó, mà nhắc tới tên bả là bả giận cổ nha. Con. Dạ. Bà Biểu. Dạ. Nó quánh mày phải không? Tại sao nó quánh mày? Dạ không có sao. Tại vì con đau bụng thôi à. Nó đánh vô bụng mày chứ gì nữa? Dạ không có, tại vì con đau bụng thôi chứ là anh ba không có đánh vô bụng con. Ờ.
Tưởng mà nó đánh á, nói xáo một tiếng nha, tao không có làm gì nhiều, tao quơ ngang một cái thôi hà, là cái cổ nó bay xuống dưới kia rồi. Sao sao bớt chữ, bớt chữ, bớt giùm con cái, đụng chạm quá trời luôn, nãy giờ sao kêu hết luôn, cha mẹ con ra luôn á sao. Khá khen cho bậc con cái biết hiểu lễ với cha mẹ, nhưng mà tao là hàng xóm, tao kêu không biết mà khen đó rồi làm gì tao, thấy không? Tao nè đó, tao biết luôn đó, mà làm gì tao đó. Nó mà quánh mày nói với sáu một tiếng nghe. Dạ sao vậy? Đánh ra mày. Dạ. Rồi mày thấy đẹp mặt không? Mày ra đây mày xài quần đó, người ta kêu nguyên dòng họ ra đó. Rồi làm sao vợ chồng với nhau có gì nói thẳng đi. Không có biết gì đâu. Nè 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 nè, người ta là người ngoài, người ta nói được nghe không? Mình là con cháu trong nhà nha, dâu con nữa. Tại bây giờ tôi có bầu á. Vợ có bầu hả? Vợ có bầu sao bụng xem lép vậy? Tại vì thiếu ăn á. Có thấy không? Ngày nào cũng đi làm chưa trời chưa chật mới về. Mà ăn vợ chồng này chồng ngồi câu cá vậy đó. Rồi ai nấu đồ ăn cho tôi ăn? Thì bây giờ á, vợ chịu khó với vợ làm đồng xong, vợ về vợ tự nấu con ăn giùm anh cái. Anh có biết á, từ ngày về làm dâu á, lúc á mà tôi hả chút bỏ cái áo cưới á, là lúc nào tôi cũng cắm mặt vô cái sống chén hết trơn á, rồi dỗ quải gì tôi cũng thức khuya, tôi dậy sớm để cuối cùng á là được anh khen. Mà dạo này á, anh có khen tôi tiếng nào đâu. Khen nó không nói được thiệt luôn. Thiệt bây giờ vợ không làm gì, anh cứ vợ về làm gì anh không biết luôn á. Thôi kể từ nay á, tôi không có đi làm đồng ở đâu. Tôi ở nhà dưỡng thai, anh muốn làm gì anh làm. Tôi về á. Ê, ê, có bầu á, đi từ từ thôi. Đợi đi, anh về với vợ luôn nè. Cá kiết gì không biết giờ này nữa. Cái gì mà ngái nữa. Tao nói sắp tới Tết rồi mà nhà dưới, nhà trên, rồi bàn thờ lớn, bàn thờ nhỏ chưa có ai dọn hết. Rồi không biết sau này cái bụng tôi lớn rồi ai làm. Chán ghê. Thắm à? Thắm? Dạ. Cái gì vậy? Công chuyện ở bển chưa có làm xong nữa, tự nhiên đi về đây là làm sao? Trời đất ơi, còn 3-4 cái nồi bự, rồi thêm một đống chén nữa. Sao em không rửa mà em đi về đây? Dạ, tại vì á, em tới giờ em về, em cho heo ăn, xong rồi em ra đồng, rồi em phải cắt rau đưa cho mối lái lên chợ bán. Ủa mà em nhớ trước khi em về á, em có rửa đâu 3-4 sống chén, 3-4 thao gì đó, rồi xong rồi tại vì trễ quá nên là em có nhờ cô Lúa ở lại rửa giùm em 4-5 cái nồi. Hay quá ha. Nhờ cô Lúa ở lại rửa. Biết là mỗi lần nhờ cô Lúa như vậy là phải tốn tiền không? Còn em là gì? Dâu con trong nhà thì em phải ngồi lại đó em rửa cho xong, rồi muốn về thì về chứ. Tự nhiên muốn người ta ăn chi rồi cho tốn tiền. Mà em cũng ngộ lắm. Cái này là đám giỗ trong gia đình ha, cũng là toàn là dòng họ nhà mình không à. Chị cũng đâu có rảnh, chị phải tiếp khách hả, hết bàn này tới bàn kia. Nội mà chị ngồi chị tiếp khách không chị cũng mệt chứ bộ. Rửa cái máy thao chén à, mà than vãn lên than vãn xuống. Nhìn cái mặt á, tôi biết ngay á, là thế nào cũng là biến mà. Nhìn là biết liền rồi. Trời ơi, ta nói nó xỉn, nó nhức đầu muốn chết luôn mà ngủ không yên với bà nữa. Ừ. Bà ở đâu mà qua đây vậy? Trời. Tôi nói cho bà biết nha. Tôi nói cho bà nghe nha. Biết là tên ông già tôi nha. Ở đây bà biết hoài đi. Ê, ông già mày là tía tao đó. Cái thằng này ăn nhậu cho cố vô. Giờ này á mới mờ cái đầu vậy. Ra đây kiếm chuyện tao hả? Mày lo mày dạy lại vợ mày kìa. Rửa có mấy thao chén ở bển à. Về đây than lên than xuống làm thấy mắc mệt. Xin lỗi nha, tôi không có than gì hết trơn á. Mà tôi nghĩ là dù gì thì cũng chị em. Thì có gì mỗi người một tay làm phụ giúp nhau chứ có gì đâu. Cái gì? Còn anh nữa, lãng tránh gì? Là chồng á, thì gần Tết nhất ít ra cũng phụ tôi dọn dẹp nhà cửa. Sao tối ngày ăn chơi hoài vậy?
đất ơi. Ba La. Gì? Mày để con vợ mày nó nói trên đầu trên cổ mày vậy hả ba La? Trời ơi, mày không biết dạy vợ mày hả? Nè nè, tôi đang chỉnh nha, tôi muốn đi ngủ, tôi mệt lắm, mệt nha. Bà la la một lát rồi tôi có bà luôn á. Ê, ê, tao không có nói gì nha. Mày mà vô, mày vô ngủ nữa đi, xỉnh. Ngon nói tiếng nữa tôi có bà luôn á. Vợ có bầu hả? Vợ có bầu sao bụng xanh lép vậy? Tại vì thiếu ăn á. Có thấy không? Ngày nào cũng đi làm chưa trời chưa chật mới về. Mà ăn giờ chồng này chồng ngồi câu cá vậy đó. Rồi ai nấu đồ ăn cho tôi ăn? Anh có biết á, từ ngày về làm dâu á, lúc á mà tôi hả chút bỏ cái áo cưới á, là lúc nào tôi cũng cắm mặt vô cái sống chén hết trơn á. Rồi dỗ quả gì tôi cũng thức khuya, tôi dậy sớm để cuối cùng á là được anh khen. Mà dạo này á, anh có khen tôi tiếng nào đâu. Thôi kể từ nay á, tôi không có đi làm đồng nữa đâu. Tôi ở nhà tôi dưỡng thai, anh muốn làm gì anh làm. Ở bên nhà lớn á, chuyện đang đang đi đi đùm lum công chuyện nào là hả ngâm đậu rồi ngâm nếp, mà giờ này nó đi đâu mất tiêu rồi, không biết ai mà làm nữa. Thì nó cũng làm xong xuôi sạch sẽ hết rồi nó mới đi đó gì. Trời ơi, tía nhìn sao mà kêu xong vậy tía? Tía qua bên nhà lớn coi kìa, mấy thao chén với mấy cái nồi bự chảng luôn, chưa có ai rửa hết trơn. Trời ơi, ơi vậy mà kêu xong công chuyện, mà ngộ lắm nha thằng chồng của nó. Tối ngày á chỉ biết mở mắt ra là nhậu không à, rồi cũng ngồi tới cuối tiệc đó. Trời ơi, thứ gì á thiệt á, hai vợ chồng này con thấy nó làm biến dữ lắm luôn rồi đó tía. Dạ thưa chị hai, chị cũng lớn rồi, bây giờ chị cũng tập làm đi với người ta đi. Chứ không lẽ chị ngồi không, chị la cái miệng chị bài hải không à đó. Đi tắm heo nè, rồi đi hái rau, rồi giao cho mối lái rồi người ta đi. Ủa, tía nói chuyện ngộ ghê á, con Thắm nó làm dâu thì công chuyện là phải nó làm chứ. Con có đi làm dâu đâu tự nhiên bắt công chuyện con làm. Thì Thắm nó làm dâu thì bởi vì công việc nhà nó sai nó nè, sai tụi bay có làm đâu, rồi sai thằng ba nó cũng có làm đâu. Thì Thắm nó làm dâu thì cuối cùng tao cũng phải sai nó chứ, bây giờ tụi bay còn trách móc cái gì nữa. Nhưng mà sai nó có làm đâu tía, thấy không, giờ này trốn đâu mất tiêu rồi. Trốn đâu? Nói cái gì tía cũng binh nó hết trơn á, mỗi lần mà nó xin về nhà nó cũng vậy á, cái tía cho nó đi liền à. Tía nói cái gì tía cũng biết đó. Tao là ba biết, là ba biết. Biết hết á. Biết, tía ba biết, con biết rồi. Xin lỗi ơi. Nè, ê, tên biết là tên cúng cơm của tía nha, mà chơi nguyên la phan vậy là hổn với mày. Thì xin lỗi tía. Em nói chị nè, đám tiệc ở nhà này kia chị cũng phải phụ vợ của em chứ. Chị bắt vợ em làm mình ên sao mà chịu nổi. Ủa mày nói chuyện mắc cười quá à. Vợ mày làm dâu, thì vợ mày công chuyện nó phải làm chứ, tự nhiên bây giờ đổ qua tao là sao? Đổ gì đổ. Nè chị coi đi nè, chị thấy bữa nay nhà cửa sạch sẽ hả? Nó là tôi bữa nay tôi có xỉn đâu, hoàn toàn không có xỉn. Ờ chắc được bữa à. Ủa mà con vợ mày đâu rồi? Tía vợ con bỏ ở đâu con không biết, con không tìm được luôn tía. Ủa rồi mày có đi kiếm nó không? Đi ra ngoài ruộng rồi con, nó có hái rau hoặc là ra ngoài chợ, nó có đi chợ được không? Con có đi kiếm vòng có thấy đâu tía. Ê gì, có khi nào con vợ mày á nó cắt rau nó đi bỏ cho lái, xong rồi có khi nào là nó đi theo con buôn lái luôn không? Tôi là ba la, chị là hai có. Nói chuyện có duyên dụng chút được không? Nói gì không khác nào vợ theo trai hả? Trời ơi, chứ còn gì nữa. Nhiều khi nó ra ngoài gặp mấy lái buôn á, người ta nói chuyện ngọt ngọt, còn mày nhìn lại mày coi, tối ngày chỉ biết ăn với nhậu không mà, nó bỏ mày đi theo con khác cũng có chừng thiệt đó. Tía, con chị hai chứ nói chuyện vậy chịu đời được không tía? Anh nói mày cũng tệ lắm. Tối ngày xách chừng câu đưa câu, có được con nào á là nướng nhậu con đấy, bỏ bê vợ không có chăm sóc gì nó chứ. Đó, tôi nói có gì sai không?
Mì đó, mày lo mày đi kiếm nó đi. Dám chừng giờ chắc con lái đó nó chở đi mất tiêu rồi đó, mất xứ này luôn rồi đó. Trời ơi, tí chị hai nói vậy thì em thấy em sai quá trời sai luôn á. Ngày nào cũng xỉn, thì đồ đi câu cá, biết vui bản thân mình nè. Bao nhiêu công chuyện dồn hết lên đầu vợ em. Trời ơi, sai quá rồi, mày sai quá rồi ba la ơi. Phải mình mày sai đâu, mà tí thấy tí cũng sai nữa. Dạ. Trời. Nó sai đó, quá trời con đất thấy tội nghiệp nó, mình làm nó không có đúng. Trời ơi, tía. Ba La. Gì? Ủa tự nhiên cái hai người ngồi đây hối lỗi là làm sao? Dạ. Ủa, tôi thì nó làm dâu thì công chuyện là nó làm là đúng rồi, tự nhiên giờ hai người ngồi hối lỗi. Chị không phải hối lỗi nữa. Bao nhiêu công chuyện chị dồn hết lên đầu vợ em. Nó làm nó chịu không nổi nó bỏ đi luôn á. Thâm ơi Thâm, em giờ mà em có suy nghĩ lại em quay về đi Thâm. Anh hứa là anh làm hết luôn, anh không đi câu cá nữa, anh không nhậu nữa. Tất cả mọi chuyện anh làm hết Thâm ơi. Về đi em ơi, vợ anh ơi. Sao đâu rồi sao? Sao? Dạ. Tết nhất là cả nhà ngồi mà rên la khóc lóc. Chắc công chuyện nhiều quá, không ai mừng chứ gì. Ủa sao biết? Trời ơi, ông tên biết chứ tôi mới biết nè. Nha. Tôi nói ông nghe, tôi qua đó là tôi để thông báo cho cả nhà một tin. Tin gì? Con Thắm nó về bên ngoại nó rồi, nó không có về đây nữa. Ủa, vậy sao sao vậy sao? Tự nhiên vợ anh bỏ về trở là sao vậy sao? Ủa, đâu có tự nhiên đâu Ba La. Mèn ơi, mày nghĩ đi. Nó làm dâu mà anh Ba. Mà sao mà anh coi nó như con ở không công vậy? Cái chuyện gì ta nói từ đầu trên xuống dưới một tay nó không? Anh đại đọa con ta quá mà, nó chịu đâu có nổi. Ủa cô đâu tự nhiên cô sáng xả vô đây con mắng cha con tôi như con không đẻ vậy cô sao? Hả? Không phải mắng gì. Tự con ăn Thắm nó nhờ tôi qua nói là nó không có về đâu. Còn nếu mà ở nhà mà thằng ba mà không sửa đổi đó, mà cứ đi nhậu với đi chơi riết á, mà không có phụ vợ công chuyện đó là nó đi luôn, nó không về nữa. Trời. Nói gì chứ, cô nói vậy đó, tôi cũng không có giận cô đâu. Mà tôi cảm ơn cô nữa, tôi mới thấy được cái lỗi của tôi. Lỗi của ông ba nữa. Dạ. Thấy không? Đó. Thôi để qua Tết đi. Bây giờ Tết cũng sát bên rồi, để qua Tết thì tôi dẫn ba qua bệnh. Tôi xin lỗi người ta. Nếu người ta không chịu á, tôi để nó ở rễ bệnh luôn. Rồi nó năn nỉ chừng nào mà con Thắm đồng ý đó thì về, còn Thắm không đồng ý thì coi như nó ở bệnh tới chết luôn đó. Ủa tía, ủa tự nhiên giờ Tết nhất tới nơi rồi, tía để cho con Thắm nó ở bệnh, rồi công chuyện nhà ai làm, lẽ tự nhiên đổ lên mình con làm hả? Chứ ai. Hài Phương Nam, vui lắm mà nghe. Cũng ngồi chung đi đâu cũng gặp hết trơn á. Ủa ngộ, không biết ai đi theo ai à. Ra bán cũng gặp, giờ đi uống nước cũng gặp. Ê nói có lý có lẽ chút đi. Ngoài chợ là cái chợ buôn bán, cái chỗ kiếm ăn. Còn chỗ này là cái quán, ai muốn tới thì tới chứ. Ủa vậy ngồi kế tôi làm chi? Này he, tôi nói thiệt nha, chưa có ai mà buôn bán mà ngang ngược sức sượt như mấy người đó. Nghĩ sao hai cái quán kế bên nhau mà la bài hải ra cũng không muốn bể làng luôn á. Ủa thịt heo là người ta ăn mỗi ngày rồi, lâu lâu người ta mới ăn thịt gà. Bởi vì tôi phải tranh thủ tôi gào, tôi la, tôi hét vậy. Bà coi đó, cái tướng bà vậy đó, ngồi bán mà lớn qua cái chỗ người ta luôn à. Ủa bình thường thôi, người ta bự thì người ta ngồi lớn. Với lại thịt người ta nhiều, tôi phải tràn qua bên đó chút chứ làm gì ghê dữ. Nói gì vô lý vậy? Ôi ơi, buôn bán với nhau thì mỗi người nhường nhau cái đi. Sao nhường được? Bà đó, bà có nhường tôi không? Tôi giờ không nhường thôi bà. Được không? Giờ nhường tôi một cái đi. Trời đất ơi, cái chỗ người ta buôn bán mà sao mà sáng sớm cái vô là quất qua quất lại vậy, khí thế vậy. Gì? Chỗ buôn bán hả Thắm? Thắm ngồi đi rồi con nói chuyện Thắm nghe. Thắm nói là để chỗ người ta buôn bán. Thắm nhìn hết đi, ở đây vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy. Có hai đứa tụi con ngồi đây cả buổi trời gây lộn với nhau mà không có được một ly nước. Vô quán là phải kêu chủ quán ra. Dạ, dì Sáu ơi, con muốn uống cái gì? Đúng không? Vô lo chửi nhau không? Mình là chủ quán, mình thấy khách tới mình phải đon đả ra tiếp. Dạ chị, em ngoài sau em cho gà ăn chị. Vô quán người ta phải lên tiếng nha. Hai đứa bay bị cái gì vậy? Đứa bán gà, đứa bán heo liên quan đâu? Tự nhiên giành lộn gây lộn là sao? Cũng cái con đó không á. Trời sao tại tôi? Bạn hàng mà không biết nương nhau mà sống. Ủa bà có nhường tôi không? Nữa 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 ha, tính cãi tiếp hay gì?
Trời đất ơi, hai đứa nha là gần 30 hết rồi, đứa trên đứa dưới mém mém một xíu à, 30 hết rồi nha. Mình buôn bán mà dịu dàng chút nha, hung dữ vậy nè hỏi sao ế. Ủa gì vậy? Ủa tao có làm gì vui đâu mày cười gì vậy hả con điên? Phải phải phải, vụ gì mà không, vụ mà trên dưới 30 mà chưa có chồng ế. Ê ê ê ê, đúng rồi ha, đúng rồi ha. Trời ơi, ế tới nỗi người ta đặt là sáu cô đơn. Phải rồi. Được rồi, thôi được rồi. Trời đất ơi, gây lộn 81 năm tôi ra tôi nói có một câu một à. Cái đoàn kết thương yêu nhau liền. Người đúng ta rồi. Nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Giờ rảnh rồi phải không? Sao sao? Rảnh quá mà. Rồi, thân nhau rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Coi quán giùm cái. Đi ra chợ lấy hàng cái chút. Ơi trời đất ơi, khách vô không có đem nước đem nôi gì cái kêu ngồi giữ quán trời. Đây đây, vô ngồi giữ quán giùm, uống nước khỏi trả tiền. Trà đá nghe, trà đá là uống thoải mái nhiêu cũng được hết. Còn ví dụ muốn uống dừa trái hay cà phê hay gì thì tự làm, tự uống xong rồi bỏ tiền vô học cho tôi nghe. Quên nữa, khách vô nhớ làm nước cho khách uống giùm. Ta đi chợ cái. Nhưng mà khách sao? Khách mà. Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên nãy hai đứa gây nhau quá trời gây luôn. Tự nhiên vô đây ngồi làm hai con cờ hó canh nhà. Bởi tụi nó ăn nói vô duyên. Cái gì? Mình là thôn nữ, mình là người bình thường. Cờ hó là cái gì? Bà phải nói là nhìn đây giống cái miễu hai cô, hiểu không? Bà nói mới thấy ghê đó. Ngọt cả buổi trời. Ghét ngữ. Ê, gà. Gì? Biểu. Gì? Trời ơi, sao mà giữa đồng không bông quạnh mà có một tráng sĩ tư danh mặc áo hoàng bào vậy? Wow. Tiếp, đón tiếp. Vô gia chủ quán. Cô Sáu ơi. Cô Sáu bán nước. Chào anh. Dạ, anh ngồi chơi. Dạ, anh ngồi đi. Anh ngồi đi anh. Cô Sáu của em đi rồi, anh tìm cô Sáu có gì không? Uống nước thôi. Anh uống nước hả? Dạ. Anh uống nước gì? Thôi, từ từ, bớt. Em mời anh. Trời ơi. Trời, cái gì vậy? Dạ không, dạ em lộn rồi. Dạ, anh uống gì ạ? Cái gì mà anh nghe nổi hết da gà? Thì... Tôi với bà được rồi. Thôi. Ủa là sao? Bà nó già lắm. Ủa không nhận ra nhau nữa hả? Ai vậy? Khoa nè. Khoa? Khoa nào? Ai biết. Rồi làm gì mừng gì bà? Bà hỏi đi. Khoa nào anh? Có lẽ là bây giờ thay đổi nhiều quá. Dạ. Mình hào quang nhiều quá, đẹp nhiều quá cho nên là hai bà không nhận ra. Khoa cá lẹp nè. Khoa cá lẹp. Ấy, thằng Khoa con chú tôi ớt. Ủa sao thay đổi vậy? Ê, nhận ra chưa? Cái giọng thì không nhận ra nhưng mà hai con mắt là nhận ra nha, nó chìa ra hai bên này nè. Nhìn mặt lạ lắm. Ê, khoa hả? Không? Sao nói đi thành phố? Rồi trời ơi, hôm nay mặc hoàng bào nhìn không ra luôn á trời. Cái này là đồ thường thôi. Trời ơi, đồ thường thôi đó hả? Còn nhiều đồ đẹp lắm. Vậy hả? Mỗi sáng thức dậy là quá trời đồ đẹp, mình cũng khó lựa luôn, không biết mặc cái nào bởi vì nhìn tôi bây giờ nó sang quá. Đúng rồi. Khoác cái gì lên người nó cũng đẹp. Đúng rồi. Để mà nó bần nó hèn đi không được nữa. Vậy hả? Nhưng mà bây giờ không có nét bần hèn luôn á trời, mang giày nè, mặc quần ống lỡ trời. Đây là cái bộ gọi là cái bộ mà xấu nhất của tôi rồi đấy mà. Thành phố giờ thay đổi quá. Khoa đi thành phố lên chảnh làm cái gì vậy? Nghe nói là khá lắm đúng không? Thì trên đấy là nói chung là cũng khó khăn để làm ăn lắm. Nhưng mà mình phải có sự cố gắng và đặc biệt mình phải có cái khả năng, có cái tài năng. Đúng rồi. Tôi là có tài năng về nghệ thuật. Hèn chi mặc áo vàng là biết rồi, mặc đồ nổi là biết làm nghệ thuật rồi. Bây giờ tôi đang làm phó đạo diễn cho một đoàn phim. Trời đất ơi, làm phó đạo diễn hả? Nghe nói cái chức đó là lớn nhì trong đoàn đúng không? Tôi chỉ sau đạo diễn thôi. Trời ơi, quá vậy? Tất cả diễn viên, ekip hạng A, hạng B thì tôi nói là phải nghe hết. Trời ơi, quá hả? Khoa ơi, Khoa hôm nay Khoa về đây có chuyện gì không? Chẳng giấu thì hai bà này thì đi đâu thì mình cũng phải nhớ về quê hương. Đúng rồi. Nhớ về cái cội nguồn của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Cái nơi mình sinh ra. Đúng rồi. Đợt này và ở bên tôi sắp bấm một bộ phim có tên là Em đi trên cỏ non. Em đi trên cỏ non. Cần những cái cô thôn nữ tinh khôi, tinh khiết. Cho nên là tôi về quê hôm nay á để tôi kiếm những người thôn nữ tinh khiết, tinh khôi để vào cái bộ phim Em đi trên cỏ non. Trời ơi, chờ chút nha. Cái gì vậy? Khoan anh ơi. Uống cà phê nha anh. Hai bà làm cái gì đấy? Đây nè. Thôi, cái gì vậy?
bây giờ hai bà ấy có biết có quen ai ở cái quê mình thôn nữ ấy thì giới thiệu tôi được không? Trời ơi, một đứa siêng năng như thôn nữ, còn một đứa là đứng tạo dáng như thôn nữ nè, không thấy hả? Đúng rồi. Đây là bộ phim nghệ thuật chứ không phải phim ma, hiểu không? Tìm thôn nữ chứ không phải tìm ma nữ. Không có. Trời ơi, phim ma là sao? Trời ơi, phim ma là sao? Phim ma là sao? Không có ai mà thôn nữ qua thôn nữ gà là em đây hết trơn á. Bà tinh khiết ở chỗ nào? Dạ. Hay bà thôn nữ ở chỗ nào? Thì thôn nữ có nghĩa là em là nữ mà ở trong thôn làng như vậy là thôn nữ. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, còn em sao? Em sao? Thôn nữ là gì? Thôn nữ là buôn bán. Là buôn bán, là chân chất. Dạ. Đúng không? Nhìn em rất là chân chất. Nhìn hai bà chỉ ra giống như là đây là thôn nữ là gà này, bán gà này, thôn nữ heo này. Đó. Tôi vào đây tôi tìm thôn nữ chứ đâu phải về tìm gia súc gia cầm đâu. Em biết rồi, nhưng mà tại vì tụi em là thôn nữ chân chất lắm. Thí dụ như mà anh thấy mà cần cái gì đó ở em á thì anh cứ yêu cầu em đáp ứng được. Đúng rồi. Khi mà mình muốn làm diễn viên á. Dạ. Mình muốn đóng trong một bộ phim tuy là nhỏ thôi, dạ, nhưng dạ. từ từ mình sẽ đóng những vai chính, những vai lớn mình nổi tiếng hơn. Dạ dạ. Thì phải làm sao? Phải đầu tư nhiều lắm. Đầu tư nhiều lắm. Tốn tiền, tốn bạc, tốn nhiều thứ lắm. Trời anh nói làm sao á, anh nói vậy là khi dễ thôn nữ. Thôn nữ vậy chứ mà vốn liếng nhiều lắm, của hồi môn quá trời luôn. Đầu tư đúng không? Đây. Bao nhiêu con gà cũng có hết. Đó, còn em bao nhiêu con heo cũng có. Anh muốn sao, lóc xương nè, hay là bắt đầu mình thẻo lỗ tai, mình lấy giò riêng, móng riêng, cốc lết riêng, sườn riêng, hay là anh muốn là xương sườn nè, rồi kể hồi muốn ăn cơm quá. Nhưng đấy là thấy đủ rồi. Nhưng mà cũng bán nguyên đàn lợn với lại nguyên đàn gà được khoảng bao nhiêu? Ôi nhiều lắm anh ơi. Trời mỗi ơi. Ngày mỗi nhập về. Đúng rồi, bao nhiêu cũng có. Dạ. Ôi giời ơi. Sao buôn bán nó giàu thế hả? Giàu lắm. Vậy là chịu đầu tư làm diễn viên đúng không? Chịu chứ. Bao nhiêu tiền cũng chi đúng không? Dạ đúng. Ngày mai mặc đồ đẹp đi. Cả đêm hôm nay nằm ngửa trên giường suy nghĩ hóa thân thành thôn nữ đi. Mai ra ngoài kia tôi sẽ quay lại cái cảnh hai bà làm thôn nữ, sau đó gửi cho đạo diễn. Dạ. Và từ đó hai bà sẽ trở thành diễn viên, sẽ nổi tiếng. Wow. Rồi, thôn nữ bán heo mặt tươi lên. Lìa máy tới thôn nữ bán gà. Cười, 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 cười. Rồi, tới bán heo nha. Rồi, 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 rồi. Hóp cái bụng lại. Sao lại đăng đây này, gãi. Ngứa xíu gãi. Rồi, rồi, tới bán gà này. Mặt tươi lên. Cảnh này là chưa có cãi nhau, tươi lên. Dẹp luôn đi. Ủa, sao vậy? Trời, nãy giờ ngồi chụp hình, quay đầu hết lưng rồi, không lấy được một cảnh nào hết. Thì tôi nãy giờ anh kêu tôi là đổi kiểu, đổi tướng gì tôi đổi quá trời, tôi vậy rồi vậy. Anh có biết là thứ nhất trời nắng, thứ hai là ngứa quá trời ngứa luôn rồi, trời ơi. Đúng rồi, tạo dáng nãy giờ nhưng nó không được là sao? Ủa trời nắng là mặt phải nhanh hả? Đúng rồi, nắng quá nhiều mắt nha. Đây là cảnh vui, mở đầu là một cảnh vui. Vui rồi. Ví dụ, đó. Bây giờ hai người yêu nhau, tỏ tình dưới trời nắng là hai người phải nhăn mặt hả? Không ai tỏ tình mà trời nắng á, người ta đưa nhau đi buổi tối rồi vô lùm vô bụi, ai mà đứng giữa trời chưa nắng tỏ tình bị điên à. Chưa làm diễn viên mà đã cãi rồi. Thì thôi. Bây giờ mặt phải tươi, tại sao mà mặt nãy giờ bí xị thế hả? Thì anh kêu tôi cười, tôi cũng cười nè. Đấy mới là cười hả? Có cười chứ bộ, nhưng mà tại vì hơi chiếu nhăn quá. Thôi đi, mệt quá, nghĩ sao vậy? Kêu người ta làm thôn nữ của ai mà xách cái gọ heo không? Suốt cuộc đời không thoát khỏi cái kiếp bán heo luôn á. Đúng rồi, tôi cũng vậy nè. Tôi bán gà hoài mà tự nhiên bây giờ kêu chụp hình, cũng ôm cái lòng gà. Không được đâu, nhìn như con khùng vậy á. Hai heo. Người có biết như thế nào là thôn nữ không? Thôn nữ là sống ở đâu? Là sống ở trong thôn. Thôn ở làng. Thôn ở làng thì phải gắn liền với cái nghề của người ta. Đây này, bán heo thì xách cái giỏ heo là đúng rồi. Bán gà xách cái lồng gà là đúng rồi. Nhưng cái gì? Nhưng mà thôi mệt quá, bắt diễn gì khó quá. Thôi bây giờ diễn tiếp đi, cố gắng lên để tôi gửi cho đạo diễn này. Cái mặt này đúng không? Không tươi đúng không? Đánh nhau luôn đi. Hả? Ủa nói nghe nè, thôn nữ người ta hiền lắm, không ai quánh nhau hết trơn á. Đúng rồi. Trời ơi, trong kịch bản đây là hai thôn nữ đánh nhau, đang đánh nhau. Thì một chàng trai vào can, một chàng trai xuất hiện. Hai người khi nhìn thấy chàng trai ấy, tiếng sét ái tình hiểu không? Mới bắt đầu thầm thương trộm nhớ, đem lòng yêu chàng trai đó. Chàng trai đẹp á. Đúng rồi. Sao được? Đây chứ đâu. Cái gì?
Thì hai người bây giờ cứ đánh nhau đi rồi tôi vào can. Rồi mọi người một chàng trai đẹp, rồi mọi người đem lòng yêu thương tôi. Rồi dẹp bà luôn. Trời đất ơi, thí dụ như không có người ta còn tưởng tượng được. Tự nhiên bắt tưởng tượng xấu mà ra đẹp sao tưởng tượng. Trời, cái mặt ông vậy sao tưởng tượng được. Khó lắm, cái này là thuộc dạng dị hình dị tướng. Thôn nữ bộc trực lắm, hay nói thẳng nói thiệt. Bây giờ không tưởng tượng đúng không? Không. Vậy thôi dẹp luôn đi, không có diễn diễn gì nữa. Thôi mà. Ê, cọc luôn nha. Tiền bạc nè, tôi nói thiệt tôi không có tiền. Tôi quy từ thịt ra tiền rồi. Giờ bây giờ nhận tiền của tôi rồi tính ăn quỵt tôi thấy gì? Đúng rồi. Nhận tôi 100 con gà. 100 con gà mà một con là 300. Trời ơi, vậy là 30 triệu luôn rồi. Nếu vậy thì nghe lời được không? Nghe lời một chút xíu được không? Mà sao em bỏ làng ra đi, cho mắt sầu quen mi. Em quên câu thề xưa, em quên điều lý buồn. Em quên câu hát, quên cả tình anh. Hay quá bà. Sáu cô đơn. Trời, sáu. Hả? Cái đây chi vậy? Ủa ra coi. Trời ơi, tại sao mà tạo hóa lại có thể ban cho một người thôn nữ một cái giọng hát mà nó hay từng từ, từng chữ, từng giai, từng điệu như thế chứ? Hay đúng không? Hay lắm. Bởi vì ta nói này nãy giờ đứng ngoài kia rình. Coi hay này diễn thật tức lắm. Trời đất ơi, thôn nữ gì đâu mà chụp hình để làm diễn viên đúng không? Mà nó sượng chân. Đúng. Trời ơi, kêu cười mặt nhăn hơn mặt tôi luôn. Sao? Gì? Sao kỳ cục quá vậy? Sao kỳ? Thì kệ người ta đi. Nhưng mà ít ra người ta cũng có đầu tư tài chánh vô đây chứ bộ. Sáu đừng có mà đâm sùng bể vô đây. Bây giờ Sáu chê tụi tôi đúng không? Xin lỗi Sáu à. Cũng người nhà quê như nhau thôi. Sáu làm được không? Làm được không? Tự nhiên nói người ta sượng chân. Bây giờ Sáu làm sao để Sáu không sượng? Ừ. Ý là hai đứa bay muốn làm diễn viên đúng không? Người ta diễn hay hay dở gì biết. Trước hết người ta phải có cái giọng. Giọng hát hay. Ủa làm diễn viên mắc gì vậy? Ví dụ vậy nè. Họ ơi, nói vậy đó, ví dụ vậy đó. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Đang trong cái lúc tụt cảm hứng nghệ thuật thì bỗng đâu một cơn gió, một nguồn cảm hứng nó lại tới như thế này. Đây là sao? Đây mới gọi là thôn nữ. Thôn nữ là phải sở hữu một cái giọng hát nó thánh thót như vậy. Đó, ừ đúng rồi. Bây giờ, đây, thôn nữ ơi. Bây giờ ngồi xuống đây. Ngồi liền. Hát đi. Lấy hơi đi. Hát đi. Để tôi quay lại tôi gửi cho đạo diễn. Ủa khoan. Bây giờ phải hát lại hả? Đúng, hát lại thì mới làm diễn viên được chứ. Để làm diễn viên hả? Ừ. Làm diễn viên là có tiền không? Thôn nữ yên tâm đi. Làm diễn viên đầy tiền. Hey. Cầm. Đưa đây. Rồi sao? Làm đi. Ủa sao tao làm? Ủa thì mày ốm mày làm mới gọn chứ. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Bà bự hơn tôi, bà khỏe hơn tôi, bà làm mới đúng. Trời ơi, bự quá nó sẽ bị kẹt, hiểu không? Đi vô làm đi. Thế hả? Ừ, không có được đâu. Cái gì? Bà làm. Trời ơi, tay chân tao vụng về lắm. Thấy tao bự, tao làm chuyện mạnh, chuyện yếu tao làm không có được. Làm gì á, làm không được để tao làm giùm cho. Thì cái vụ trói. Ở đây, đây. Ủa? Trói ai cột gì? Không có gì đâu, không được. Chứ gì? Tính làm gì? Thôi nói luôn đi. Làm luôn đi nha. Ừ. Thôi làm đi. Nói cho Sáu nghe nha. Ừ. Ở cái xóm này lâu lắm rồi nha Sáu nha. Biết mà. Vậy mà tình làng nghĩa xóm nha Sáu không có nể gì hết trơn. Ủa là sao? Ý là nó làm gì nè. Ý nó nói là hổm rài á. Là cái vụ mà tuyển diễn viên á, hiểu không? Đó, Sáu chơi không có đẹp với tụi con. Tụi con kỳ vọng vào cái cuộc tuyển chọn đó. Để cho có cơ hội để làm người nổi tiếng, để đổi đời, để được nhiều sự chú ý của đàn ông con trai. Bởi vì sao đàn ông con trai ở cái xóm này nè, đi theo Sáu hết rồi, còn một số ít đó là đi làm ăn nơi xa rồi, hiểu không? Lâu lâu mới có đoàn phim á về đây. Trời ơi, có tài tử, tụi con phải nổi tiếng tỏa sáng rồi mới lấy được chồng, hiểu chưa? Trời ơi, tụi con còn tốn tiền nữa đó, đâu phải là khơi khơi vậy đâu. Tốn tiền luôn. Không phải là tiền, chỗ tốn hiện vật, nó tốn 100 con gà. Nhưng mà cũng quy ra. Còn con tốn 2 con heo lấy được 2 bộ đồ lòng, còn nhiêu thịt đưa nó hết luôn. Ủa rồi mà vậy rồi sao rồi mà anh thì ai biểu? Ta nói làm nghệ thuật á. Bây giờ muốn làm nghệ thuật đúng không? Đúng rồi. Muốn làm diễn viên đúng không? Đúng.
nó không phải là cần tuổi trẻ, không phải là cần sắc đẹp không. Ủa chứ cần gì? Còn cần cả tài năng. Tài năng? Có tài không? Có tài không? Trời ơi, một ngày con làm được cả cái chục con heo á. Ủa mà làm nghệ thuật mà người ta tuyển người làm diễn viên mà, đâu phải tuyển mà người làm heo đâu. Ờ ha. Thì bởi vậy tụi con đã cố tình tụi con lấy của để mà bù qua tài năng rồi. Mà Sáu ở đâu, Sáu nhào nhào vô thì có vuốt mặt cũng phải để mũi chút xíu chứ. Đúng rồi, người ta đã tốn bao nhiêu rồi thứ người ta dập vô đó, bù đắp vô đó rồi tự nhiên đâu 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 khơi khơi xuất hiện ra. Đâu mà có khơi khơi, tao có tài mà. Biết rồi, nhưng mà bây giờ con nói Sáu á, Sáu lớn tuổi rồi, giờ có lấy chồng nữa chăng nữa thì cũng không có đẻ được con đâu. Trứng quá thạch hết rồi, hiểu không? Còn tụi con là tuổi xuân thì bây giờ lấy chồng để nói giỏi, về sau cho làng mình đông người, gia đình có đứa ẩm bồng. Ê ê ê, bà không, bà nói tôi mới nhớ nha. Gì? Bà thấy chú Tư không? Sao? Đó, trời ơi, mê cô Sáu mê như điếu đổ luôn. Mê mà theo đuổi năm này qua năm kia không được, còn không chịu gật đầu à. Vậy mà cũng không nhường cho mình nữa là sao? Không, chắc cái điều này ai nhi chứ không thích ai lãng. Đây nè, để Sáu nói cho tụi con nghe. Trai làng mà theo Sáu đó, dạ, đâu có chỉ có mình ông Tư. Ông Tư là lão rồi, không có tính. Wow. Ta nói mà trai trẻ cũng theo, ta nói lớp 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 lớp. Sáu không có cần. Thấy không? Nhưng mà Sáu có cái gì? Có cái gì đặc biệt? Nhìn Sáu giống như cây sào phơi đồ vậy đó. Khi cái gu ta thích vậy. Ta nói thấy hai đứa bay ham làm nghệ thuật quá, qua năng nỉ ỉ ôi cũng tính nhường. Mà nãy giờ tiếng trước nó quá lứa, tiếng sau nói là già, ghét tao không nhường nữa. Mai tao ra tao đi gặp gì trợ lý, phó đạo diễn gì đó, tao thi nữa. Tao quay một cái clip luôn, tao cho đạo diễn coi luôn. Trời ghét. Gì vậy sao? Thảm nỉ Sáu cỡ đó rồi, dùng biện pháp mạnh rồi. Nãy giờ năn nỉ đủ rồi, sức người có hạn, lựu đạn có chốt. Bây giờ sao? Tính đi bắt heo, nhà này có heo đâu bắt. Không hề bắt heo. Làm gì vậy? Dây. Chi vậy? Thấy con nói lại không? Biết rồi mà chi, nhà này không có heo, không có gà. Ok. Kì gì? Cái gì vậy? Ủa làm cái gì vậy? Trời đất ơi, hai cái lứa này. Đó, cột lại. Tao mà chết là tụi bay ở tàu á. Trời ơi. Ở tàu á. Cột vậy sao chết được? Thắt nơ luôn. Dạ. Rồi sao? Vậy là tụi bay đi làm nghệ thuật đi hả? Con không làm gì Sáu hết. Con chỉ để cho Sáu ngồi im ở đây. Ngồi im? À không, đâu ngồi đây được. Giờ đưa đi đâu đi chứ? Ờ đúng rồi, để ở đây thế nào cũng có người giải cứu. Bây giờ tôi lấy... Giỡn khoa. Cô Sáu ơi, cô Sáu. Ủa, Sáu? Sáu bị gì vậy? À, đâu có gì. Đâu bị gì đâu, đang tập cột. Ủa mà sao cột Sáu vậy? Cột chơi cho vui thôi à. Nó cột, đặng nó đi mà nghệ thuật á. Đúng rồi. Ủa sao con thấy Sáu giống như là kiểu mà sao nhìn giống mấy người bị bệnh mà người ta chuẩn bị đem vô nhà tâm thần á. Ờ giống à? Ừ không, mà nhìn mặt giống lắm, già mà còn hai nơ. Nhưng mà ai cột Sáu vậy? Tôi cột cái gút trước rồi sẽ cột nơ sao. Thôi cởi ra đi, Sáu lớn tuổi. Sao vậy? Cởi ra. Cột đi. Ê mà, ê nói nghe nè. Cái gì? Ê vợ ông Pha, nói nghe nè, đừng có quan tâm tới chuyện bà Sáu, bà đây bị cột hoài à, bà quen rồi. Ủa, mở ra cho tao rồi anh ơi. Để im đi, tôi nhét bánh liền bây giờ. Sao không lo ở trển đi làm thơ ký, đi ghi chép cho người ta để về đoạn phim sao quay được. Hiểu không? Nói gì vậy? Không hiểu. Trời đất ơi, sách đồ chi vậy? Đây, trời ơi, tôi sách giùm cho thơ ký đoạn phim thôi. Ảnh đâu rồi? Ủa? Ảnh đâu? Đúng rồi. Anh Pha đâu? Là sao không hiểu gì hết? Cái gì mà thư ký rồi, cái gì mà trợ lý gì vậy? Không hiểu. Trời ơi, bà là thư ký đoạn phim chứ ai? Rồi chồng bà đâu? Trợ lý đoạn phim, Khoa. Khoa nào? Khoa chồng bà. Thằng Khoa mặt dị dạng đó. Ê lộc, trời em xin lỗi chị. Đây nè, hai người nổi tiếng rồi á thì mình cũng đừng có che giấu mình là hàng xóm láng giềng. Đúng rồi. Ê để lấy hai đứa này nha. Cho hai cái này vai chính nha. Nãy giờ mọi người nói cái gì em không có hiểu cái gì hết. Cái gì mà thư ký đoàn phim, rồi trợ lý, rồi Khoa trợ lý là ai không có biết. Trời ơi, ý là cưng á, làm thư ký đoàn phim, đúng không? Thì giúp đỡ tụi chị, với lại chồng của cưng á là trợ lý. Đúng rồi. Ảnh là trợ lý đoàn phim, ảnh giúp đỡ tụi chị vô vai chánh để tụi chị đổi đời, tụi chị có thể tiếp cận được nhiều người hơn. Đúng có rồi. Cơ hội lấy chồng dễ hơn. Giúp đỡ đi. Ê, trời ơi là trời, bây giờ mới hiểu nè. Vậy hen. Ừ.
Em đi lên thành phố là làm ở đỡ cho người ta. Còn chồng em ông Khoa rửa chén cho cái tiệm phở trên đó, chứ có làm trợ lý cái gì đâu. Ai nói ông làm trợ lý vậy? Ai nói ông làm thư ký gì đâu? Rồi hả, biết sao không, ở trên thành phố đợt này nó dịch quá nè, xong rồi cái vợ chồng em á hả khăn gói đi về đây sinh sống, bây giờ qua đây là tính xin việc cô Sáu đó. Ủa, chăm con gà của tôi, còn hai con heo của tôi là sao? Hai con điên. Có anh trai làng nhớ ai ôm đàn hát điệu sàn xe. Họ ơi ơi. Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt mà giọng ai vọng què vậy trời. Ba người làm cái gì hết hồn à? Buông nó ra, buông nó ra. Dám chạy tao mới sợ á. Đứng im. Trời chạy ơi, là thọt liền á nha. Đây có nghề mừng hay thọt thọt luôn á. Bình tĩnh lại đi, đã nói rồi, thôn nữ nết na lại làm cái gì mà thôn nữ phải về nhà học hát rồi học thùy mị nết na đi. Ai mà làm học cái kiểu dọa ma người ta thế hả? Cho hai bay xử nó. Cái gì cái gì mà còn thôn nữ cái gì ở đây nữa hả? Thì bây giờ phó đạo diễn tính đi đâu? Đi lên thành phố nè, chuẩn bị mang cho đạo diễn coi. À, phó đạo diễn bây giờ lên thành phố để rửa chén hả? Ô xin hả? Bậy nhiêu con? Trời ơi, 100 con gà, 30 triệu. À, nhớ kia. Con 10 con heo, mỗi con 3 triệu, 10 con 30 triệu. Trời ơi. Sao? Nhiêu, sao nhiêu? Sao? Đưa giỏ đây mày. Đưa lẻ đi. Mày mạc của người ta mà ham dữ lắm. Đứng sát bên coi. Trời ơi. Hỏi đại làm sao? Tao lấy cho mày coi nè. Trời ơi, có túi vàng của tao đâu? Đây. Ê. Không, vàng của tao. Rồi đúng rồi. Vàng. Vàng tao đưa cho nó đó. Sắp tiền của tao đâu rồi? Đây. 10 cây với lại 30.000 euro. Trời đất ơi, mình ở dưới quê mà thủ chi euro vậy trời. Tiệm tập quá mà con, giống gì không có, giấy tiền vàng bạc là tao đầy ngã hết trơn á. Ủa này giấy tiền vàng bạc á hả? Thằng này nó chưa bao giờ nó thấy ngoại tệ nè, thấy tao đưa euro vậy nó mừng lắm. Ủa vậy là tiền giả hả? Dạ, tiền cúng cô hồn anh. Tiền cúng cô hồn này, vàng cũng cúng cô hồn luôn nè, tao cho mày luôn nè. Thôi giữ luôn đi. Ê, mà hàng gì tụi mình không có được vô dây. Đúng rồi, hơi lộn dữ quá mà. Nó tưởng ngon. Ôi, nhưng mà tiền của tôi là tiền thiệt. Tiền của tôi 100 con gà. Tiền tôi đâu? Có trong này trong có đó nè. Móc gà, móc gà. Ai thấy có tiền thiệt. Ai đây, cái này của đứa nào? Đưa còn đó. Con, im coi. Ê, cái này mùi gà của nhỏ này nè. Đây. Cái này mùi heo của tôi nè. Trời ơi. Ơi, rồi cho mày luôn nè. Thôi. Ơ, gô gì? Cất luôn. Cái này là tan trứng giật trứng. Ai cho mày đi? Thì gì? Bây giờ sao? Thì là con là trên đấy, thật sự là con trên đấy rửa chén thật. Nhưng mà vợ con là thư ký đoàn phim thật mà. Cho nên là con Xạo mày. Con vợ mày đó, nó qua quán tập quá bèo của bà Sáu. Nó xin dọn dẹp quán để nó ăn lương. Hai đứa bay là ở trên thành phố là đi rửa chén đi làm ở đợ cho người ta. Mày xạo sự hả? Sai hết rồi. Trời ơi, con vợ tôi nó giết tôi rồi.